Ủa anh, hôm nay anh mặc đồ sao màu nhiều vậy anh? Màu nhiều đâu. Anh nhiều. Điền công tử mà. Giờ Điền công tử phải đi chuẩn bị đi đi ca. Đi gặp gặp anh Thanh Điền. Điền sẽ gặp của Điền. Điền công tử. Giới thiệu cho mọi người một cái tiết mục lại này. Trước khi đó thì giờ phải đi ăn trước. Bây giờ đi đâu không? Thành Giao. Vịt nóc trao Thành Giao thể theo lời yêu cầu của các fan hâm mộ. Hôm trưa nay Colorman sẽ đi giới thiệu mọi người, nhưng mà mặc đồ luôn, tại vì ăn xong là đi thẳng qua cái chỗ gặp và giao lưu với chú Thanh Điền, nghệ sĩ đàn guitar rất là xuất sắc, cũng là một trong những kỳ nhân về guitar. Và chú bị viết thì kiếm thị là thẳng là chú bị ta sẽ thưởng thức cái màn trình diễn điêu luyện rất là hay chú. Mày đã đi ăn trước nha. Nào, lên xe. Rồi, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đi qua nhà thiếu nhi quận Ninh Kiều, và trước mặt Colorman là công viên Lưu Hữu Phước. Quán này, quán Thành Giao thì Colorman đã từng đi rồi cho nên là mình cũng biết. Bên cạnh công viên Lưu Hữu Phước mình đi cái đánh cái vòng thì nó nằm phía bên kia. Đó là quán vịt nấu chao Thành Giao của chế Thành Giao. Sao gọi là chế anh? Chế là hiểu rồi, là hệ kia. Okay. Nhưng mà anh này ảnh vui lắm, ảnh rất là thông minh. Cái quán của ảnh là ảnh, lát nữa mình vô tụi em sẽ thấy là ảnh chụp với tất cả các celeb. Các celeb nào đến đây cũng đều ghé quán và ảnh đều chụp ảnh lại để lưu niệm, dán đầy trên tường. Cho nên cái quán của ảnh nổi tiếng rồi. Vậy đó. Đi thẳng đó này là có một cái hẻm một nằm bên tay trái. Đi thẳng. Dạ luôn. Tí xíu nữa đó nha. Cái này có thổ địa chỉ đường. Dễ lắm nhưng mà nhà. Nhưng mà giờ không biết gửi xe, có gửi xe ở đâu. Gửi xe hơi cọt á, tại vì đợt trước em đi á mà cũng có xe á. Nó hơi chặt, với lại hơi khó gửi xe. Khó gửi xe lắm á, khó vô lắm. Đi tục thẳng hả? Lên tục dạ. Thẳng gần tới Bùng Binh. Đúng nằm, không? Nằm bên trái. Dạ dạ bên trái. Dạ, bên trái là phải quay đầu. À, chị hút rồi. Lố rồi hả? Dạ. Đường này không quay đầu được. Được mà. Không được, kẻ sọc ấy hai lần. Chuyển đường ngoài vô đi. Đây nè. Đấy, thấy chưa? Có thổ địa cũng như không. Không có, tại chị là chị hút em rồi. Ở đây, quay đầu được. Quay đầu được mà chị. Gặp tài xế. Ồ, tài xế cũng... Đừng có bạn ra đây nha. Thêm okay. Người chỉ đường. Nói chung là đi kiếm quán ăn là gian nan lắm. Bao giờ cũng vậy. Bi kịch. Đặc biệt là... Ăn ngon khổ trăm bề. Nó nói vậy cho để cho khán giả. Ủa đâu em? Chị đâu thấy không? À, đã chị. Từ từ chứ chạy từ từ. Ba đang chạy chậm lắm rồi. Đừng lấy từ trọng, nó nằm chị. Ở số 1. Số 1 đó, hai ông cái chỗ người ta quẹo vô. Rồi, lại lên chút xíu đây. Hẻm này hả? Dạ đúng rồi. Phía trước là có bánh bông lan trứng muối nữa thì phải. Nếu mình nhớ không lầm. Xe ở đâu đây? Rồi tự kiếm xe, mình đi vô trước. Trời ơi. À vô hẻm. Nè nè, sao chị hút rồi. Chị phải đi lên đây, làm sao đậu ngay giữa hẻm. Không, nó chỉ cho chị chứ chỗ đậu trong đây nè. Chị chào rồi giờ chị. Đúng rồi. Rồi đá đây. Rồi ok. Đúng rồi. Đi coi đây, ngồi nó có lắp bắp được không? Không, anh không ngồi đó, yên tâm. Nào, rồi chúng ta chuẩn bị làm một cái cú máy huyền thoại. Mình nhìn đẹp tay. Đây là hẻm số 1 đường Lý Tự Trọng. À. Còn pha nữa rồi. Bấm luôn rồi. Tôi hỏi con chú đi Long Xuyên, con cầu men kêu chú về đường Đại Thám đó. Không, nhà có con ra. Mua xe đi sao? Vậy à? Chụp xong mới surprise em nữa nha. Hai ba. Đi qua quá. Thằng tắm đứng nữa. Hai ba. Ok. Rồi. Rồi chúng ta chuẩn bị shop.
huyền thoại chùm bến Thượng Hải xuất hiện tại Cần Thơ, tại Thành Giao rồi vô đòi nợ chủ quán. Rồi đi. Ngầu ngầu. Ngầu nha, không được xì nha. Colorman sắp xì rồi nha. Nó giống như đang đi đòi nợ vậy đó. Đòi nợ đó hoàng nào. Phải con người. Đi còn có người che nắng nữa chứ. Có chừng trời ơi. Có chừng xe. Vô gặp chế Thành Giao đòi nợ. Rồi. Đi quay vô. Ok. Rồi. Mọi người biết Colorman đi đâu không? Không phải đi ăn vịt nấu chao đâu, không chỉ là ăn vịt nấu chao mà còn tiền chế Thành Giao đòi nợ. Một dạ, dạ, Lý Tự Trọng, Ninh Kiều, Cần Thơ. Mọi người chia bàn sao ấy. Còn nhóm bên này, nhóm bên kia, kéo. Ngồi đây đi. Ở đây cũng nhiều nè. Tối không? Tối anh hướng ở đây tí. Hả? Cái mặt anh hướng ở đây nè. Mặt anh hướng ở đây sao? Anh phải ngồi vậy hả? Thôi chào đó, anh ngồi vậy là đẹp lắm. Sao không anh, còn không anh ngồi bên kia đi anh. Vô trong kia hả? Dạ, vô bên kia cái mặt anh hướng ra ngoài là sáng. Không có bàn ngang đó. À, anh ngồi đây nè, ngồi đây nè. Rồi. Đó. Một mình một lầm. Thôi bây giờ chúng ta đi vào trong bếp đã. Lỡ đóng gia hành sự rồi vô trong bếp của Lâm nha. Mọi người sẽ thấy một cái màu mới của Colorman. Rồi mọi người tự chi nhé. Đây nào, chúng ta đi vào xem vịt nấu chao như nào. Ủa chết cha, làm sao mà ngồi riêng được ta? Cái này phải ăn chung. Cái này là mà cái anh này mà đây quý vị các bạn thân mến, Colorman nói này đó, thấy chưa đó, chế Thành Giao đó, đây mắt kính đấy, nhưng mà không hôm nay không có gặp được chế nha, đó Trấn Thành tất cả các anh em, các show mình đều thấy hả? Đi ăn tiệc à hả? Rồi, đâu có dễ gì gặp được chế đâu ha. Báo cáo với chế là Colorman đã đến đây nha. Nè. À, này có mặt trên danh nè. Thế chắc bên bàn mình phải có khoảng 4 người ha. Dạ. Chia hai cái lẩu. Dạ. Để em nói hai bạn qua. Hồi mặt trên danh là cái này hồi lời lâu lắm nè. Hồi trước lúc còn làm Khám Phá Việt Nam nè đó, mọi người nhìn trên kia mọi người thấy không? Đó. Hai vậy. Đấy là chính là Độc Sĩ Hoài Linh. Đây, cái nồi nước lèo bên kia, rồi cốc ngâm ngon quá. Trời ơi, có cốc ngâm, có cốc muối nữa, trời ơi, chết luôn. Món chủ đạo là vịt nấu chao chưa thấy, chứ tôi thấy cái món cốc này là tôi thấy tôi ghiền rồi. Cũng đạo cốc luôn, đây ba khía. Wow. Đó, ba khía. Ui. Hương vị quê hương nha, hương vị quê nhà, ba khía, ngon xỉu luôn. Còn các loại heo, bánh mứt, chuối nè. Hôm bữa hình như là nhớ chị Hậu có đi nhà chú Quốc Sư Phụ quay cái clip của chú Quốc đúng không? Đúng rồi, đúng. Mới xem hôm nay mấy ngày, dạ. À, đi quán ăn gì đó, dạ, dạ. Vô hình, dạ. Vô hình với ngoài cũng đẹp như nhau. Dạ, sư phụ. Chị là khách hay là chủ? Dạ, khách. Mới
mới coi nên ấn tượng quá, thấy với lại này bước đầu nhìn ấn tượng. Trời ơi, vui quá đi đâu nhỉ? Dạ tại em đi miền Tây thì mặc đồ này. Dạ. Chị, em quay nhẹ nhẹ bên trong không chị? Dạ. 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 Thấy cái nồi lèo ngon quá đó, quay được không? Quay nào rồi? Nước súp hả? Dạ. Ở đâu chị chỉ? Đây, ôi trời ơi, hai cái nồi. Đây mọi người ơi, Colorman đã đến đây theo lời yêu cầu của quý khán giả. Đây, nồi huyết. Toàn là huyết vịt không hả anh? Dạ, huyết súp chao đó. Hả? Súp chao đó. À, súp chao, nước súp chao. Này chưa sôi, này sôi rồi. À, sôi rồi. Sôi rồi thì mình để lại đúng không? Đây, còn nước súp này súp cũng là súp chao luôn hả? Súp chao luôn. Ủa sao cái hai màu khác nhau? Chưa, cái này chưa xong. À, cái này chưa xong, còn cái này là xong rồi. Đây, súp chao đây mọi người thấy không? Đó đỏ. Sao chai với đậu hũ? Sao có cái màu đỏ? Cái màu đỏ là màu gì em? Màu điều. À, hạt điều, điều đỏ. Ngon quá à. Đó để em ấy quậy quậy lên chút cho mình coi cho đẹp đó. À, cái này là đang nấu hả? Chưa dạ, xong. Đang nấu chưa sôi, còn cái này là xong rồi đúng không? Ủa mình bán từ sáng tới tối luôn hả? Dạ đúng rồi. Bán 10 giờ sáng. 10 giờ sáng tới 10 đêm. Dạ, hơn 10 giờ đêm nè. Tới hơn 10 đêm rồi, còn có khách. Tại còn khách thì mình bán. Đó. Cái súp chao đó mọi người thấy cái chao màu đục đục không? Đó nó tạo thành cái hai cái màu nó quyện lại với nhau trông rất là có hấp dẫn. Rồi, cái trên bếp rất ngăn nắp, rất sạch sẽ, phải nói quan vô cùng sạch, vô cùng vệ sinh sạch sẽ, rất là đẹp. Ai thích làm rồi? Sorry, rồi đã tắt. Cảm ơn em. Rồi thôi mình đi ra nha. Một xíu mình mua cái này ăn dọc đường. Đấy anh Bửu Điền ở Điền Quân rồi. Thách thức danh hài. Dạ rồi, rồi. Rồi còn có biệt danh là Colorman. Rồi rồi. À, nói kênh Colorman chuyên review. Dạ. Fan anh yêu cầu quá anh phải đến đây đó. Rồi. Ôi bên đây có vẻ ngồi sáng sủa quá này. Dạ. Bên đâu anh? Đúng không? Thôi vậy mình cho nhóm này ngồi đây mình nhận kia đi. Dạ. Đúng không? Mặt anh hướng ra kia. Không hướng nào, anh hướng này. Anh hướng này mặt, anh hướng này nè. Nắng ngoài đây nè. Đó. Bên đây 6 người, bên đây 4 người đi. Rồi. 4 người ngồi ban đầu rồi. Không ngồi đây cho ánh sáng này mình. Đó. Để anh trai cho sáng rồi. Ok. Nướng tiêu với đồng thôi rồi, ăn vào đây hả? Anh vào đây đi. Rồi, ok. Bạn chúng ta. Đây là chị. Ủa mình thăm. Mình tổng cộng mấy người vậy? Đây là Thế AK. Đó, bên kia là Vi Bò Sữa, Juni Lâm. Chín chín. Vậy là bên này mình bốn. Rồi, cái trong kia chờ đợi ngồi cái nhà lớn quá trời, vườn nó mát gì đâu. Cuối cùng nãy giờ đang lo không có kiếm được một cái chỗ nào đủ ánh sáng để cho mọi người xem. Cuối cùng kiếm được cái bàn này quá đắt địa. Rồi cho bên đây một cái luôn đi, cái anh chào ha. Cảm ơn anh Thế. Dạ, mình đã có trợ lý quá xịn luôn. Thôi mình chỉ ăn đúng một món thôi, nha. Không có gì hướng dẫn. Rồi đúng một món vịt nấu chao, để theo mình yêu cầu, đúng. Rau nhiều rồi. Đây là xẻm số 1 đường Lý Tự Trọng. Nha, thành phố Cần Thơ mọi người nhớ. Nói chung cái tiệm Thành Giao này rất là nổi tiếng, mọi người tìm đơn giản lắm, chỉ cần gõ trên Google cái là tìm ra liền. Nhưng cũng không cần Colorman nói là địa chỉ nằm đâu nữa. Và Colorman cũng vậy. Và thể theo lời yêu cầu của hàng triệu fan hâm mộ, Colorman đã đến đây nhưng không chỉ để ăn mà còn để gặp Thế Thành Giao để đòi một món nợ xưa. Món nợ đó là gì?
lát gặp mới nói, còn không gặp thì thôi, đành chôn giấu món nợ đó để kiếp sau gặp lại. Các YouTuber đây tích cực bào đó. Vi bò sữa, Julie Lâm, Cha là đồ. Ủa một cái lẩu đây bao nhiêu nhỉ? Thôi mình ăn nghèo nhất đi ha. Nói dạ. Chung là vậy đó. Chùm bến Thượng Hải nhưng mà ăn 180 thôi, còn bên kia ăn tới 250, xài sang lắm. Khổ vậy. Hồi nãy trong nhà đó có chị hỏi đó là anh Chế Thành Giao hỏi là anh tên gì. Mình sợ nói color man anh không biết, mình phải nói là Vũ Điền. Anh Vũ Điền ở Điền Quân lập tức biết ngay. Thách thức danh hài, giọng ai giọng ai, gia đình là số 1, hát mãi ước mơ. Thiên đường ẩm thực, giọng ca bất bại. Phiên bản hoàn hảo. Nhiều quá. Nhiều quá, quá nhiều. Mà còn rất nhiều cái nữa. Tôi thấy AK là cũng có nhiều cái bức chân dung để đời lắm nha. Chắc là chúng ta nên chờ đợi trong giây lát đi ha. Dạ. Hold lại chút xíu. Đây quý vị và các bạn thân mến, sau khi chờ khoảng chỉ có trong vòng 10 phút thôi là lên ngay. Ở đây là riêng cái món nào cũng biết, cái riêng cái món lẩu vịt nấu chao là nhanh nhất, chỉ tích tắc trong vòng 50 phút là có ngay và đây rồi. Đó, trong khi chờ đợi xôi thì chúng ta hãy xem nó rau ở đây là rau gì nha. Đó. À, có rau cải không? Đó, cái cổng cải về xanh nó bự giống như cái quạt ở che cái mặt mình luôn. Này là gì ta? Này giống như bạc hà. Bạc hà. Phải bạc hà. Cái này là kèo neo. Chưa chắc chưa chứ. Em ơi, cái này là gì? Kèo neo. Cù neo cái này. Này rau cù neo. Đó, lần đầu tiên Colorman nhìn được, nhìn thấy nó, được chạm vào nó và biết là nó là cù neo. Rồi đây có một tơi nữa nè. Đó, mày thấy không? Riêng cái rổ rau không là nhìn đã thấy sướng rồi. Đây mồm tơi. Còn đây nữa là dưới đây là rau muống. Rau muống cộng mà có lá luôn. Và rau muống rất là non nha. Non mà nồng nhìn non đã non chứ không nó. Rau muống mà nó già là nó dai lắm. Ok. Rồi trong khi chờ đợi thì Colorman xin phép được giới thiệu. Trong đoàn thì mọi người biết rồi, quen hết, quen quá rồi. Cái đám bên kia là thánh bào rồi. Không thèm dòng tới, nhưng mà ở đây có một bạn mới, bạn là Võ Hà Trinh. À, mọi người hãy subscribe kênh của Võ Hà Trinh Official. Kênh này chưa có. Kênh này có rồi, mình mới có 2 clip mà. Để mình về mình post thêm, mấy bạn nhớ subscribe nhé. À, Võ Hà Trinh là ai? Mọi người chắc là mọi người nghe cái tên cũng quen quen. Mọi người biết Võ Hà Trâm đúng không? Đó là chị ruột của Võ Hà Trinh đó. Cho nên chắc chắn mình biết rồi, Võ Hà Trinh sẽ hát rất hay. Nhưng mà bạn này thì bạn lại thích đi làm truyền thông, thích làm giải trí đó. Cho nên đó là cái duyên bạn đến với Điền Quân và đến với Colorman. Và bạn cũng là lần đầu tiên bạn đi cùng với Colorman. Vì sao bạn đi cùng? Lát nữa chiều nay chúng ta sẽ biết. Thôi bây giờ chúng ta tập trung ở đây nghe. Rồi, quay mắng gì? Rồi thôi mình để cái này xuống đây đi ha. Để dễ, lát mình làm. Rồi đây. Rồi chén cho mình sản. Rồi chén cho em. Rồi chén cho Thế AK. Cái chén của anh bạn. Sao ở đây cái gì cũng có đường cho nó. Không đường đâu đó. Đường thấy quậy chao á. Em làm nước chấm chao á, em ngon lắm. Thế hồi sáng cũng có đường. Em tưởng là đường là hủ tiếu phải nước tương với đường quậy vô. Trinh ngăn cái này được không? Dạ không. Rồi sao vậy? Không. Dạ em ăn chay trường anh chị ơi. Em ăn chay trường. Trời ơi cô này ăn chay trường. Chị, giờ sao coi như trong đây chỉ có mỗi món chao ăn được thôi. Mà giờ nấu chao rồi mà nấu lại chung lại trùng lưu tứ cho sao. Nấu vịt rồi nấu huyết luôn. Cho Trinh ăn chao chấm bún chấm chao. Bún chấm chao cho khuyến mãi cho miếng ớt. Thương quá. Rồi số em là đậu hũ nữa nè. Có đậu hũ không? Hồi nãy anh Thế kêu là em đi không sao đâu, anh lo cho em ăn hết. À
dạ. Bây giờ mấy anh chị cho em ăn bún với chao. Bún chao với có là may rồi cô. Lặt nữa. Bún thả có mì gói nữa nè. Đó. Không không sao, mình lấy mì gói mình trụng vô đây mình ăn không. Ác ghê, ác ghê. Trời ơi, tôi nóng nóng quá, tôi chờ nó sôi nghe tiếng lách tách lách tách không? Nó hay gì mà mọi người chờ đợi á thì... Rồi, trong khi chờ đợi... Thì mình ăn trước. Đây, tại vì là mình đâu có ăn được cái kia. Có một... Yeah! Đậu hũ chiên. Đậu hũ là chấm với chao, nó xuất sắc. Đậu hũ chấm chao. Trời ơi, cái này không biết để đâu luôn. Đây. Để em xin qua cho em thử. Để rồi cái mì gói, cái này lát mình ăn mì gói ngon hơn. Nói chung là diện tích nó hơi eo hẹp chút xíu nhưng mà vậy nó mới ấm cúng. Cái này sao mình không để trong cái tâm nó kể biết chuyện gì cho đẹp. Đừng hỏi những câu mà chúng ta không bao giờ có những câu trả lời. Sao sao. Nói chung là bạn Trinh lần đầu tiên đi cùng với Color Man và Team. Đó. Rồi, món ăn của Trinh. Tại vì mình đừng có nói nha, cứ tưởng là ai nói mà ăn chay không sướng. Ăn chay luôn luôn được ăn trước. Ai còn ăn mặn ngồi chờ thấy mồ luôn. Rồi gió nữa, gió lên đừng gió để nó sôi giùm tôi đi. Lát là anh Color Man cứ mình khai thác bé Võ Hạ Trinh trong các tác phẩm, trong các ca khúc sau khi mà cho ăn cái món bún chấm chao. Chưa nghĩ ra. Để vào đi chứ. Rồi đang có vẻ hơi đó, có khói, có khói rồi, con khói sôi sôi của bọt là có sụt 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 tên nào. Nói tóm lại là lẩu thì ra rất nhanh nhưng mà nó sôi thì rất chậm, là vì sao? Ngồi ngoài trời gió cho nên nó không có. Nhưng mà bây giờ cuối cùng finally nước đã sôi, trong khi đó cô này làm đã được 4 chén bún ăn với chao lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy luôn. Bún nước mắm thấy rồi, ăn bún nước tương thấy rồi, mà bún với chao thật sự chưa thấy luôn, nhưng cũng muốn thử lắm. Hơi kỳ một chút. Anh mà thử hỏi anh rồi. Đây, ở đây mọi người nhìn thấy nha. Sẽ một số người thắc mắc tại sao trên bàn này có đường, có chao, có đường. Mọi người tưởng là chắc đường để nêm vô đây, không phải đâu, đường để lát mình quậy cái chao á. Một số cái người Nam Bộ mình khi mà ăn chao là phải quậy với đường, xăm dầm ớt vô, một số người là như vậy. Nhưng riêng Color Man thì Color Man không có thích ăn đường. Bởi vì chao, nguyên chất chao cục, gọi là chao cục là cái mình rất thích. Mới gọi thêm chén nữa nè. Ồ. Rồi dùng chén này qua. Ồ. Xỉu luôn. Đây, xíu mình bỏ miếng ớt vô. Anh thấy đồ ăn của miền Tây nó có ngọt không anh? Tại em thấy sao người ta cứ để đường ở trên bàn nó bất kỳ món gì. Làm gì? Đúng không? Hồi nãy em cũng thấy. Không, tùy chỗ. Không phải chỗ nào cũng vậy đâu. Vậy là đồ ăn vẫn bình. Mình có thể ăn một cục chao không bình thường luôn, vẫn thấy ngon, vẫn thích luôn. Chắc là thật ra mình cũng có căng hay sao. Nơi mặc áo, mặc quần đồ nâu. Nơi mặc đồ nâu. Ăn đậu hũ với lại ăn chao rồi xong. Nếu mà không có cái lẩu này thì chắc chắn là mọi người sẽ nói là thầy. Như nãy có một chị, có một fan của Color Man đó hỏi, ủa thầy bữa thấy thầy đi khu vực nay mặc đồ này sao thầy được, nếu mặc đồ nâu, đồ vàng thì còn giống. Rồi vậy là lòng nước sôi nè. Đây, trong khi nước sôi, Color Man cũng sẽ giới thiệu với mọi người cái nguyên liệu bên trong là gì nha. Đây, mặc dù là bạn Trinh bạn không có ăn nhưng mình cũng giới thiệu cho bạn thèm chơi. Không phải cho em biết về thế giới động vật như thế nào. Thế giới động vật, đúng rồi. Đây, đây là vịt đúng không? Đây. Đó. Đây có một số cái bọt, phải vớt bọt ra. Đây là cái vớt bọt.
bài bản lắm. Cù nèo, cù nèo à, review gì mà cứ hỏi hoài. Người ta đang làm việc bên em cứ hỏi hoài mấy cô. Thật ra mấy bạn này mình biết cái bài rồi, làm bộ hơi hỏi để kéo Columen vô xong rồi giật tít. Columen chỉ bài giật tít nữa. Đó. Kiếm thêm view mà. Kiếm thêm view lộ quá, kiếm thêm view quá lộ liễu thôi. Lộ liễu. Mọi người unsubscribe kênh nó đi nha. Chuyển qua Columen nó đi. Đi bộ. Hay. Được cái Trinh. Rồi con nguyên liệu dưới nền coi đây có huyết nè. Đó, bắt đầu nước sôi. Rồi huyết. Wow. Có một cái thứ mà Coleman nói mọi người cho mọi người sẽ có. Đố mọi người cái này là gì? Không biết. Khoai môn. Môn. Củ môn, củ môn. Rồi có nấm nè, có nấm mèo nè, đó. Rất là nhiều nấm mèo. Ngon. Và đương nhiên là phải có cái nước này là nước súp chao. Rồi một cái nồi về mọi người biết nhiêu tiền? 200 ngàn thôi. Em thấy không? Khủng khiếp không? Chất lượng vô cùng luôn, ăn 4 người chắc là cũng ăn không hết đâu. Huống chi lại giờ Hà Trinh lại không có ăn nữa. Nhưng mà em tốn bún anh. Tốn bún. Trời ơi, nãy nó sôi xong mình quậy hồi nó tắt luôn. Em ơi. Ủa? Lửa còn rồi đúng không? Để coi lửa còn không? Lửa còn. Nồi lửa lên em. Hình như là lửa yếu rồi anh. Em ơi, thêm cồn em ơi. Cái để nó phải nấu sôi ở trong rồi. Nấu rồi đó, nấu rồi nhưng mà không tại ngon ngoài trời là phải chịu à. Không có cách nào khác đó. Ngoài trời thì nó mát nhưng mà nó cũng nóng hả? Hay vậy? Mình phải giới thiệu rau rồi đúng không? Dạ, giới thiệu rau rồi. Giới thiệu rau vẫn lại giờ giới thiệu nữa. Trong khi chờ đợi. Dạ. Rau để rằng tôi giờ hơi heo éo. Gió vào rồi. Bao này nha. Quý vị và các bạn thân mến, sự chịu đựng nào cũng có giới hạn, sự kiên nhẫn nào cũng có ranh giới cuối cùng. Hết chịu nổi bây giờ không sôi tôi quất luôn. Tôi nói đùa cũng sôi rồi. Trời ơi, để gì đâu đóng muỗng mà tôi vậy, làm như tôi ăn dữ lắm vậy. Húp cái nước thôi, quan trọng là cái nước này. Trời ơi, cái nước nó ngọt, rất là ngọt. Nhưng mà nó ngọt là thứ nhất là do cái nước của nước vịt. Còn một số cái công thức khác thì thật sự mình không biết. Nhưng mà mình nghĩ là nó có một chút xíu cái vị ngọt của đường. Không biết có đúng không, nhưng mà không biết. Nấm rất là nhiều cho nên chắc chắn là rất ngọt. Và cái vị của chao nữa. Làm sao mà mix được cái súp nước chao, lạ thiệt luôn. Có lẽ mình ngồi hút nước xong rồi thôi, hút hết 3 chén nước xong nghỉ luôn. Không còn ăn. Cái nào sôi rồi, hay bỏ rau vô nha. Đây, một ít rau dền. Đây, một ít cải bẹ xanh. Rồi nó bắn cái nước vô mặt tôi luôn. Rồi rau muống cộng. Rồi nãy giờ có hello, thành ra là nó có vẻ nó hơi heo héo xíu nhưng không sao. Do gió vào thôi. Rồi đây.
cái này nó vui nè, lát mình rất là muốn thử cái này, cù nèo. Mọi người nhớ anh hai cù nèo không? Hồi xưa thì báo Tuổi Trẻ cười có cái anh hai cù nèo toàn chuyện vui, mình cái nhân vật đó mình nghĩ làm phim cũng hay lắm á. Đây cù nèo có một người ngồi kế bên tôi nhưng mà ăn chay rồi, nhưng mà tôi chắc là không thể nào chịu nổi tiếng cười khúc khích, nhưng mà mình cũng nghe cái tiếng nước bọt rút rít. Rồi ai thích ăn bún thì ăn bún, ai nhưng mà mình thích ăn chai nào. Mì ăn liền, mì vị hương của Thiên Hương Food, không biết luôn, không giáo dùm. Thiên Hương Food nhanh chóng tài trợ chương trình này. Ồ, cái này mì này lạ ta, cái bánh nó tròn ha. Nó khác mấy mì kia mình thấy rồi, cái bánh nó vuông đúng không? Đây, bánh tròn, bẻ làm đôi. Rồi, bẻ làm ba cũng được. Rồi. Parliament ăn quán này rồi cho nên là Parliament khuyến cáo mọi người không nên nên ăn mì gói hơn là ăn bún. Nha, nhớ nha. Là ăn là phải sành điệu. Đó, chỉ cần mình sai một chút xíu thôi là nó khác liền. Nghe lời tôi đi, ăn mì gói. Tại vì mì gói nó có cái vị hơi mặn mặn thì nó hòa quyện, nó hòa quyện với lại cái nước mà ngọt ngọt của cái súp nước dao. Nó giảm bớt cái vị ngọt. Còn nếu mình ăn bún thì cái vị bún không có vị, đúng không? Đó là ý kiến cá nhân của Coleman thôi, còn khẩu vị mỗi người mới khác mà, mình đâu có nói được. Thiệt. Mì ăn với chao ngon lắm á. Không được, mì chao thì lại quá mặn. Bún ăn với chao hợp lý. Là cái nước này nó đã có nghĩa là có gia vị rồi, nó ngọt á. Còn em ăn chao cục em ăn mình thêm xỉu luôn. Mặn lắm. Rồi cho nó trong khi chờ đợi sôi một xíu mình lại nếm một cái cục chao. Khoái ăn chao cục ăn không gì nè. Thiệt luôn. Để em focus cái cục chao. Chao cục mà ngon không có quá mặn. Nó vừa vừa, nó bùi bùi. Đây làm lại cho Hoàng Đào quay lại. Rồi ăn đi anh. Bùi ngon quá. Rồi làm miếng cù nèo. Cù nèo chấm chao cũng hay lắm nha. Có nhiều cách để giết thời gian. Đây là một trong những cách, trong khi chờ nước sôi lấy cù nèo chấm chao ăn. Ba mươi ba phút đã trôi qua, nồi nước vẫn chưa sôi. Này tra tấn hoang dữ lắm, khán giả coi như này khán giả chịu nổi đâu. Tại sao quá nước không sôi? Hình như lửa lửa yếu nữa rồi đó anh. Đúng rồi, không anh nhớ lần trước cũng vậy, phải tới cục lửa thứ ba nó mới đầu mới sôi. Hơi ngọt, hơi ngọt thì mình dứt cái cục này bỏ vô. Ăn tự pha chế cho nó ngon. Rồi cái chén này với Coleman là đủ rồi đó. Lát mình quất thêm cái đùi vịt nữa là xong, mình kết thúc. Ai muốn ăn, ai ăn bao nhiêu tùy thích. Tôi một chén. Đây, mồng tơi. Nóng quá. Nó sôi rồi, nóng rồi. Thật ra là Coleman rất là ga lăng đó. Nhưng mà thứ nhất là bạn Trinh, bạn không có ăn cái, bạn không ăn mặn. Một. Còn cái bạn Mandy với lại bạn Thế thì mình chưa có, đáng lẽ mình phải múc trước cho phụ nữ. Nhưng mà vì mình sợ khán giả chờ, cho nên đôi lúc mà mình cũng không quan tâm phụ nữ, khán giả mình là trên hết.
hoa hậu ngồi kế bên mình cũng không ga lăng luôn để mình lo mình làm lẹ cho khán giả mình thưởng lãm. Chiều đó người ta gọi là hấp mì này. Rồi nước đã sôi rồi. Gì vậy Trinh? Nước đã sôi. Em đang tạo gì em? Đây mình ăn kim tốn thôi, chỉ ăn cái gì thôi. Đúng một cái này thôi, còn lại phần còn lại cái lẩu giường này chứ cái tất cả mọi người. Cái khé. Chính nhờ cái sự chịu đựng, sự kiên nhẫn của mình mà bây giờ mình đã được đền đáp, đúng không? Thịt mềm, đúng không? Nhìn em cảm nhận được. Bạn này hay lắm, không em ăn mà cảm nhận được. Em cảm nhận được cái sự sức cắn của ảnh. Sức cắn, lực cắn. Lực cắn của ảnh nó trên cái miếng thịt già mềm. Cắn rất, cái lực cắn của anh giống như là lực hồi xưa mình học, lực Newton. Bao nhiêu Newton? Đừng có thấm nữa. Cái vịt này nó nằm để bỏ trong thêm. Nó trước, không ra miệng luôn, để vậy. Ngoài nào làm cái gì rung dữ vậy? Anh ăn mà anh ngoài nào rung tay. Còn đẹp. Còn đào luôn luôn vậy. Ngon quá. Để dành, để dành. Chúng luôn làm đít. Em cục chào chưa? Rồi, nãy giờ quên giới thiệu với mọi người là lý do vì sao có bạn Võ Hà Trinh đi cùng. Rồi để anh nuốt cái đã rồi anh mới nói rồi. Không, đã hết chén. Đó là vì sao chiều nay mấy thầy trò sẽ đến thăm anh Thanh Điền. Đó. Thanh Điền, Bửu Điền đến thăm, Bửu Điền đến thăm Thanh Điền. Rồi. Đó là lý do của chiều nay. Và đến đó anh Thanh Điền là thầy đờn thì phải có tay ca. Mà mọi người cũng biết rồi, khả năng ca hát của Counterman là mọi người cũng hiểu rồi ha, cũng làm MV rồi cũng dữ dội lắm. Nhưng mà cái khả năng thực sự của mình, cái level, cái đẳng cấp mình thấp lắm. Nên hôm nay phải rước đệ tử nhưng mà thực ra là sư phụ. Lát nữa xuống song ca. Chiều nay mọi người sẽ được xem một tiết mục song ca của hai thầy trò. Nhưng cô ấy, mọi người đừng quan tâm tới, đừng quan tâm tới Colorman mà hãy dành sự chú ý cho Võ Hà Trinh nha. Rồi, và đương nhiên là anh Thanh Điền nữa. Đương nhiên, anh Thanh Điền là nhân vật chính. Nếu mọi người có về Cần Thơ, đúng như các fan nói, phải ghé vịt nấu chao của chế Thành Giao. Và đúng thật, lâu lâu ghé lại ăn ngon lắm, phải ngon vô cùng. Có nguyên một cái lẩu bự chà bá vậy luôn, có 200 ngàn thôi. 4 người ăn bảo đảm không hết, ít nhất là 5 người, 6 người ăn. Nhưng mà nếu mà 6, 7 người mà ăn một cái thì thế nào chủ quán họ cũng buồn. Cho nên nếu mình đi 7 người trở lên thì nên kêu 2 cái. Bây giờ comment chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị nha. Số 1 đường, hẻm số 1 đường Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ. Xin chào.